Xin chào toàn thể quý khán giả thân mến đang theo dõi clip của DVH Audio nhé. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì bên DVH rất vui mừng lại về được thêm một ít thôi. Nói chung là đợt này hàng hóa về vẫn khó khăn quá các bác. Covid vô vèo này, hàng hóa về rất là khó khăn. Hôm nay về được thêm một ít cái bát neo 30-40 của BM. Thì cái dòng bát này thì bên DVH thì đã cung cấp từ rất là lâu rồi. Phải nói là phải bán khoảng độ 2 năm nay đã bán cái bát này, bán rất là nhiều. Thì con này nó là thuộc cái phân khúc bình dân, giá cả rất là hợp lý và hàng chính hãng luôn các bác nhá, chứ nó không như cái hàng Việt Nam. Anh rạch thêm cả con bát 30. Cái hàng Việt Nam thì các bác nhìn trông nó chán đời lắm, nhìn trông nó không thể nào mà trông nó tinh nó khôn như này được. Các bác nhìn nó dán cái đúm đẹp này mà. Hàng Việt Nam thì không thể nào mà đẹp như này được. Hàng Phúc Thịnh hay là hàng của HQ, HK thì Cương Quảng này làm trông thì tẩm lợm xấu kinh dị. Đây thì cái này nó hàng nhà máy của Trung Quốc này, các bác nhìn cái nhện này, nhìn cái đường đố keo, nhìn cái chất màng của nó cũng khác. Rất là đẹp các bác nhá. Rất là đẹp luôn, hàng chính hãng của công ty BM. BM thì này này thì nó là thuộc công ty con của cái tập đoàn NR này, các bác nhìn này, NR Audio CO .LTD này. Nó là công ty con. Em tắt cái ghế noi đi, tắt cái ghế đi, đang on cái đấy. Em off nó đi thì là nó sẽ không bị cái tiếng như thế. Đây thì con này là con bát 30 nhá, con bát 30 này. Bát 30 này và đây là bát 40. Đấy, hôm nay vừa về hàng được có một ít thôi. Đấy thì các bác nào mà đang chơi âm thanh gia đình thì có thể chơi con bát 30 này, rất là hay. Con này thì nó là 500W tiếng sáng nhá. Đấy, bích trắng rất là đẹp. Đẹp cực kỳ luôn, màng phủ keo dầu. Con này thì tiếng nó khá là ổn. Khá ổn thôi các bác. Chứ mình đánh giá là nó cũng phải được tầm độ 8 điểm. Không thể nào mà 9-10 điểm được. Tại vì với cái tầm giá của nó như thế thì không thể nào mà nó đạt cái điểm cao được các bạn. Tại vì tiền nào của nó thôi các bạn. Không thể nào mà vừa rẻ vừa ngon được. Nói chung là mình cứ nói chuyện thẳng thắn với nhau như vậy, chứ không như một số bác là cái gì cũng khen hay, gọi là tâng lên tận trên trời luôn. Cái gì cũng khen hay hết lời. Nhưng mà hàng thì bình dân, nghe nó cứ ngộ kiểu gì ấy. DVH không thích kiểu như vậy. Nói chung là chúng ta có sao chúng ta nói vậy đi. Đấy, hàng BM, hàng chính hãng. Chất âm thì đánh giá là được khoảng 8 điểm. Nhưng mà nói chung là trong cái tầm giá của nó thì là khá là ngon rồi. Không có đối thủ luôn các bác nhé. Không có đối thủ luôn. Đấy, hàng từ nhà máy đóng về nguyên đai nguyên kiện như này luôn. Bát 40 mã của nó là 15BC75 nhá. Còn nó bát 30 thì là 12BC75. 12 là 12 inch các bác nhé. Ở dưới là 15 là 15 inch các bác. Đấy, này về được có mỗi loại có chục đôi thôi. Mỗi loại chục đôi các bác nhé. Thì các bác nào đang chơi âm thanh sân khấu nhỏ nhỏ thì có thể sử dụng cái bát này. Còn chơi âm thanh gia đình chơi bát kia. Hoặc các bác nào dựng loa live ở đây thì có thể chơi cái dòng 30 kia cũng rất là ngon kìa. Cũng khá ổn luôn, giá rất là hợp lý, phải chăng. Đấy, hoặc là chơi gia đình mà thích to, thích hoành tráng thì chơi cái thằng 40 này cũng được, rất là đẹp. Đấy, hoặc là các bác nào có thể mua về có thể thay thế cho những cái loa từ thường. Những cái loa từ thường đang sử dụng mà bê nó nặng và tiếng nó chưa được ngon, tiếng nó chưa được sáng, nó chưa được thanh thoát thì có thể chơi sang cái dòng từ neo này. Từ neo này thì nó oánh nó rất là nhẹ công suất nhá, nó không tốn công suất của cục đẩy đâu. Và bê vác thì nó cực kỳ nhẹ luôn. Một con bát này, bát to tướng này cầm một tay cầm được luôn, rất là nhẹ. Chứ còn cái loại mà từ thường cầm một tay là gãy tay luôn, không thể nào mà cầm được. Nặng lắm các bác. Đấy thì clip này DVH giới thiệu nhanh thôi. Giới thiệu nhanh là có hàng về thôi. Thì quý khán giả có nhu cầu thì vui lòng nhấc máy và alo trực tiếp cho DVH. Thì bên em sẽ hỗ trợ ship hàng toàn quốc các bác nhé. Các bác dù có ở nơi đâu, chỉ cần thực sự có nhu cầu hãy nhấc máy và alo trực tiếp cho DVH. Bên em sẽ ship hàng đến tận nơi cho các bác toàn quốc. Ok, clip này thì nhanh gọn thôi, chỉ gọi là giới thiệu một chút có hàng về thôi. Thì xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả thân mến trong những clip sau nhé. Chúc các bác nghe nhạc vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.